sleeping on the bed. Cô xin chào các con. Vừa rồi chúng mình đã được lắng nghe bài hát Five Little Monkeys rồi đấy. Những bạn khỉ thật là đáng yêu phải không nào? Hôm nay bạn khỉ con mời cô và chúng mình cùng đi khám phá khu rừng nơi các bạn sinh sống đấy. Nào, cô và các con cùng lên đường thôi. Trong một khu rừng nọ, có một bạn khỉ rất tinh nghịch. Bạn thường xuyên leo trèo mọi nơi để có thể tìm kiếm được thức ăn. Và hôm nay, bạn khỉ sẽ cùng với chúng ta học về thêm bớt các số trong phạm vi 6. Đầu tiên là thêm vào. Ở đây cô có một đĩa chuối, trong đó có 5 quả chuối. Sau đó cô thêm vào một quả chuối nữa. Hỏi rằng lúc đó cô có tất cả bao nhiêu quả chuối? Vậy là 5 quả chuối thêm 1 quả chuối bằng 6 quả chuối. Hay 5 thêm 1 bằng 6. Chúng mình có 5 quả chuối, thêm 1 quả chuối nữa bằng 6 quả chuối. Các con nhắc lại, 5 thêm 1 bằng 6. 5 thêm 1 bằng 6. Tiếp theo, ở đĩa này cô có 4 quả táo. Sau đó cô thêm vào 2 quả táo nữa. Hỏi rằng cô có tất cả bao nhiêu quả táo? Vậy là 4 quả táo thêm 2 quả táo bằng 6 quả táo. Hay 4 thêm 2 bằng 6. Đây là 4 quả táo, thêm 2 quả táo nữa, bằng 6 quả táo. 4 thêm 2 bằng 6. Chúng mình cùng nhắc lại nào. 4 thêm 2 bằng 6. Ở đây cô có đĩa dâu, trong đó cô có 3 quả dâu. Sau đó cô thêm vào 3 quả dâu nữa. Hỏi rằng lúc này cô có tất cả bao nhiêu quả dâu? Vậy là 3 quả dâu thêm 3 quả dâu nữa bằng 6 quả dâu. Hay 3 thêm 3 bằng 6. Chúng mình có 3 quả dâu thêm 3 quả dâu bằng 6 quả dâu. Các con nhắc lại nào. 3 thêm 3 bằng 6. Vậy là các con đã hiểu thế nào là thêm vào rồi phải không? Bây giờ cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi. Trò chơi mang tên Ai thông minh. Cô có một quả dứa, thêm 5 quả dứa nữa. Hỏi rằng cô có bao nhiêu quả dứa? Như vậy, một quả dứa thêm vào 5 quả dứa bằng 6 quả dứa. Hay 1 thêm 5 bằng 6. Vậy bây giờ nếu như cô có 2 quả dứa, hỏi rằng cô phải thêm mấy quả dứa nữa để bằng 6 quả dứa? Ở đây có 2 quả rồi, để được 6 quả chúng mình chỉ cần thêm 4 quả nữa thôi. Chúng ta sẽ có 2 thêm 4 bằng 6. Các con rất giỏi. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang phần bớt đi. Ở đây cô có 6 quả chuối. Bạn khỉ đang rất đói bụng nên bạn đã lấy đi 1 quả chuối. Hỏi rằng cô còn mấy quả chuối? À, còn 5 quả đúng không nào? Như vậy, chúng ta có 6 quả chuối, bớt đi 1 quả chuối, bằng 5 quả chuối. Các con nhắc lại, 6 bớt đi 1 bằng 5. Ở đĩa này, cô có 6 quả táo. Bạn khỉ đã tiếp tục lấy đi 2 quả táo nữa. Khi đó, cô còn lại mấy quả táo? À,
còn 4 quả đúng không nào? Như vậy, 6 quả táo bớt đi 2 quả táo bằng 4 quả táo, hay 6 bớt đi 2 bằng 4. Ở đây cô có 6 quả dâu. Bạn khỉ lại lấy đi 3 quả dâu nữa. Hỏi rằng lúc này cô còn lại mấy quả dâu? À, còn 3 quả dâu phải không nào? Như vậy, 6 quả dâu bớt đi 3 quả dâu bằng 3 quả dâu. Chúng mình cùng nhắc lại, 6 bớt đi 3 bằng 3 quả dâu.